Xin chào mọi người. À, trong thời gian vừa qua mọi người mình có sử dụng cái cây cần màu xanh cắm gốc 2m1 đó, và mọi người cũng hỏi mình cây cần đó chừng nào về giá nhiêu, thì ngày hôm nay mình xin giới thiệu mọi người nó đã về rồi mọi người. Rồi. Nó là cần 2m1, cần cắm gốc màu xanh chuối, phen thì phen thường thôi mọi người, bát thì bát hãng đó. Đây thì cái phần cán của nó là nó có hệ tháo như thế này, nó có cái nút này để dành tầm cái này lại, cái này ghim vô bè, ghim vô mấy kẹt bè, mấy lưới bè cũng ok lắm nha mọi người. Thì phần cán là dài 80, phần ngọn là nó dài là 1m4 đó, 1m4 khi hai cái gáp lại nó sẽ ra là 2m1, tại vì mình đúc vô đây hết 10 cm. Và anh em lưu ý là cây cần mình đút vô nó phải hở ra một khúc như thế này, không nên đút sát quá nha anh em. Khi mà vô sát quá mốt nó sẽ bị lỏng, anh em quăng hay làm nó sẽ bị rớt ra. Còn nó hở một khúc vậy là nó sẽ rất là bóp, nó rất là cứng nha anh em, nó ok nha. Rồi, thì cái này là nó gồm có là 7 phen, tính luôn cái đầu bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đó, đọt đó là 28 nha anh em, gần 3 ly. Rồi ok anh em ha. Thì cái giá bán lẻ nó là 650 ngàn một cây. Hãng là hãng Asino, thì cái này là hôm nay là mình sẽ hợp tác với Asino. với cái tên gọi đầu tiên của nó là HK01. HK là mình đó mọi người. Thì hãng là Asino thôi. HK01 đây là cây cần có thể nói là đầu tiên mang mang một phần tên của mình. Ok anh em ha. Đây, Asino. Rồi bát thì bát Asino luôn. Rồi ok nè. Rồi thì bây giờ mình sẽ thử quên nữa, nó là cần bọng nha anh em, cần carbon bọng. Rồi bây giờ mình sẽ thử tải cho anh em coi nha, thử trước vậy 5 kg đi. Ok ha. Và đây thì anh em có thể thấy là tinh cân mình là để 5 kg anh em. Cái này là mình sử dụng cái bịch cám nhỏ, bịch cám mới của mình đó mà anh em. Đây bịch là 250 g, này là 20 bịch là 5 kg. Rồi mình sẽ dỡ thử 5 kg nha anh em, đừng bắt chước theo nha anh em, cái này là mình không khuyến khích nha, mình chỉ dỡ cho anh em coi là cái cần này nó tải được nhiêu thôi. Khó 5 kg quá dễ luôn. Ok anh em ha. Rồi đây là cái cần. Ok. Cái mới nha anh em. 20 bịch. Rồi thì giờ để mình thử tải nặng hơn thử hay sao nha. Quả đây anh em, hiện tại mình đang có 2 bịch nè. Cũng là cái cân 10 kg. Có cân này 30 kg chứ. Tải lên. Đây. 10 kg nha anh em. Rồi. Bây giờ mình sẽ nhắc thử 10 kg nha, biết lên không đây. Ôi ok thôi cậu kia thật rồi, rồi làm lại nha anh em. Ok. Mình đứng là mình đứng bằng với mặt đất luôn nha anh em. Ok anh em á, nè mình quay lại cái cân cho anh em coi. Đây. Ok anh em nha, 10 kg nha anh em. Đây. Ok anh em ha. Kéo con cái muốn tẹo xuống không. Thì anh em cũng thấy rồi, với cái cần này thì anh em có thể là sắp đi câu bè nại cá là cũng vô tư anh em ha. Ok anh em, thì anh em nào mà thấy cái cần này ok cứ bấm vô hàng mua giùm mình nha, mình bỏ vô hàng. Ok anh em, cảm ơn anh em đã xem video của mình và ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Ok.